Xin mến chào tất cả anh em. Hôm nay bên em lại về những cái mẫu giá treo loa full em nhé. Giá treo loa full rất là cao cấp. Hàng này thì nói thật với tất cả các bác là cao cấp nhất luôn năm 2023 anh em nhé. Hàng này thì quá là chất, rất là chắc chắn. Và nó có thể treo chịu đựng lên 60 cân em nhé. Chịu đựng lên 60 cân. Mà thực chất ở cái loa nhà chúng ta nó chỉ tầm 20 đến 25 cân. Cao thủ lắm thì tầm 35 40 cân đúng không? Là ác lắm rồi. Là quá là khủng rồi, nhưng mà bình thường ấy loa nó chỉ tầm 20 25 cân đấy, anh em nhé. Nhưng mà cái này nó chịu đựng lên tới là 60 cân. Đấy. Hàng này rất là khủng và tất cả đều là bằng thép em nhé. Thép này là thép rất là dày này. Đấy, anh em thấy không? Những cái khung thép nhìn đấy, được uốn nhìn nó quá là được dập, cái này được dập luôn anh em nhé. Đấy, dập thì nó rất là cứng cáp đấy, và rất là chắc chắn. Các bác thấy đấy, rất là chắc chắn anh em nhé. Đấy. Và đây là cái dòng giá treo loa và xoay được 360 độ em nhé, xoay được 360 độ tùy anh em có thể xoay làm sao cho nó cân đối với gia đình chúng ta đúng không? Đấy anh em thấy không, đây em để ở dưới đây nha, chúng ta có thể xoay được các kiểu luôn. Và đây nó có những góc độ này, anh em thấy không? Chúng ta có thể chỉnh từng độ một anh em nhé, chỉnh từng góc độ một, độ ngả của loa. Đấy. Chỉnh được từng góc độ một, độ loa, độ ngả của loa rất là hay. Ok chưa? Đấy. Rất là cứng cáp và rất là chất lượng, hàng này thì hàng đẹp luôn. Hàng này là hàng cao cấp em nhé. Đấy, trước thì bên em đã bán cũng là cái loại này nhưng mà nó giá nó chỉ tầm đâu đó chỉ tầm 350.000 thôi, nhưng mà hàng này là hàng đặc biệt em nhé. Hàng này là hàng cao cấp cho nên là giá nó cao hơn. Đấy. Hàng này là giá lên 450.000 em nhé. Đấy, đây. Giá treo loa full em thấy không? Cao cấp. Đấy, xoay 360 độ. Đấy. Ok chưa? Và treo loa to được. Đấy, khả năng chịu tải lên tới là 60 kg. Đấy, anh em thấy khủng chưa? Và đây, đây là hình ảnh em nhé. Hình ảnh chúng ta có thể treo này. Đấy. Hình ảnh ok chưa? Đây là hình ảnh chúng ta để bắt. Thì bây giờ bên em sẽ tháo ra một cái và sẽ hướng dẫn anh em đấy, hướng dẫn anh em bắt thử một cái anh em nhé. Đây, đây sẽ cho ra đây. Đấy, ok chưa? Đấy, tháo ra xem nó trông nó như thế nào. Đây. Đấy, khi tháo ra này thì các bác có thể thấy đây là những cái thanh thép dập và được được sơn tích điện anh em nhé. Đấy, bên trong nó có những rất là nhiều những thiết bị này. Đấy, đây là chỉnh góc độ này, cái này là cái để cho anh em bắt vào loa nhé, treo dọc treo ngang được hết này. Ok chưa? Đây, đây là một hộp. Đấy, một hộp thì từ để anh xem là nó cùng có những thiết bị gì. Đây anh em nhé, đây là một hộp của nó là nguyên như thế này nhá. Thì nó sẽ có này. Đấy, ở đây thì phụ kiện nó sẽ có này. Ok cho hai cái, đây là hai cái này là hai cái để chúng ta bắt vào loa và chỉnh góc độ em nhá, chỉnh góc độ của loa này. Hai cái này là anh em ốp vào tường. Đấy, ốp vào tường. Đấy, ok chưa? Ốp vào tường mà chúng ta sẽ khoan. Đấy, khoan anh em nhá. Đây nó có 6 lỗ để cho anh em khoan bắt vít vào tường. Ok chưa? Tiếp đến ở đây thì nó có những cái thanh sắt vuông này, thanh sắt hộp này này là để cho cái này là để ấy anh em nhé, làm kiểu như cái tay đấy, tay của loa đấy, chúng ta sẽ lắp vào đây. Đây, tí nữa sẽ hướng dẫn được các bác sau. Cái này thì lối anh em nhé, đoạn này là đoạn nối này. Đấy, rất đơn giản thôi. Và đây là ốc này, ok chưa? Ốc này rất là nhiều ốc anh em nhé. Hàng này mà không nhiều anh em mà mua về là cũng nhiều các bác là không có nắp quen là cũng rất là khó lắp ấy, không phải là không đâu. Đấy, ok chưa? Và đây đặc biệt đây này. Đấy, các bác có thể thấy nó tháo ra. Tháo ra xem những con ốc, đây là những cái đấy, đây là những cái con anh em thấy những cái con ốc này đấy, để bắt vào tường này. Đinh vít này nó quá là to luôn em nhé. Đấy, đinh vít này rất là chắc chắn này. Và đây là những con lở đây. Ok chưa? Như này thì anh em thấy đã ổn chưa? Đã thấy đảm bảo chưa? Đấy, nó có 2 này, 4 này, 6 8 10 12 anh em nhá. 12 con vít sắt này và 12 con lở này. Ở đây là phụ kiện này.
Để lắp ráp cái này thì nó rất đơn giản anh em nhé. Lắp ráp thì đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái bản này trước này, anh em thấy không? Đây là cái bản này, là cái bản anh em ốp vào tường này, ok chưa? Ốp vào tường thì nó sẽ bắt trước. À, bắt trước thì anh em sẽ dùng cái, ở đây thì nó có hai cái loại to và loại nhỏ anh em nhé. Để chúng ta lấy cái loại sắt to này này, hộp to này này, anh em sẽ cho vào đây thôi. Đấy, ok chưa? Cho vào anh em sẽ luồn vào. Đấy, luồn cái bu lông mới vào là ok. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, luồn vào. Khi luồn được rồi đúng không ạ? Thì anh em sẽ vặn ốc vào. Này thì làm nó rất là nhanh em nhé, làm từng bước một. Bước thứ hai. Đấy, bước thứ hai là chúng ta sẽ lấy đấy, cái thanh nhỏ này, ok chưa? Đấy, thanh nhỏ này thì nó có hai đầu đây này, anh em thấy không? Một đầu là nó không bịp nỗ, một đầu nó bịp thì cái đầu bịp này anh em cho ra ngoài nhé. Đấy. Và đây thì cái thanh này nó có cái lỗ đây, thì anh em lưu ý là bên này nó có cái lỗ này. Anh em thấy không? Thì nó làm cái nhiệm vụ gì? Thì ở đây thì nó làm cái tay em nhé. Đấy, khi để ở đây. Đấy, để ở đây này thì anh em có thể vặn ốc vào, chúng ta có thể để mắt một này thì nó sẽ dài ra này. Đấy, cho vào mắt hai nó sẽ ngắn dần đi này, ok chưa? Đấy, cho vào ở đây bình thường em đang để gần mắt cuối cùng đây. Đấy, cái lỗ cuối cùng, gần cuối cùng em nhé. Để cho nó khỏe, cho nó chắc chắn. Đấy, ok chưa? Cái này là vặn sai nhé, chúng ta phải lấy ốc đúng. Đấy, lấy ốc đúng vào. Đấy, nói chung là ốc này thì cũng vặn được nhưng mà không ra gì. Đấy, có con ốc của nó thì nó sẽ đúng hơn. Đấy, ok chưa? Đấy, nhớ là cái ốc của nó có lúm cao su anh em nhé. Đấy, như thế này mới là chuẩn này. Đấy, như thế này là xong. Đấy, xong một khâu rồi anh em nhé. Xong một bước rồi. Bước thứ hai chúng ta sẽ sử dụng sang cái này là anh em sẽ bắt vào loa trước. Anh em lưu ý nhá, chúng ta sẽ bắt vào loa trước, ok chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, và cái đây nó có những cái lỗ này để cho anh em chỉnh góc độ, đấy, độ nghiêng, độ ngả của loa đấy, độ nghiêng, độ ngả của loa. Bây giờ sẽ cho ở đây, đấy, anh em sẽ đặt vào đây. Ở đây nó có cái lỗ này, ở dưới đây nó có cái lỗ anh em nhá. Đấy, nó có lỗ này, anh em sẽ cho vào. Hướng dẫn chi tiết các bác, đấy, ok chưa? Và chúng ta sẽ luồn ốc vào là xong. Đấy, luồn ốc vào và vặn. Rất là đẹp đúng không? Con này rất là chắc chắn. Đấy, nhìn này, anh em thấy những cái bản ốp vào tường này rất là chắc chắn. Đấy, không chê rồi. Đấy, khi bắt xong rồi thì chúng ta có thể chỉnh. Đấy, ok rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể chỉnh tùy độ nghiêng, độ ngả. Đấy, và bây giờ anh em sẽ bắt vào cái này thôi. Đấy, luồn ốc trước anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ luồn ốc trước. Đấy, luồn ốc. Đấy, từ dưới lên trên và luồn vào cái này. Ok chưa? Đấy, như vậy là xong. Và bắt ốc vào là xong thôi. Đấy, cho một cái lông đen này vào. Đấy, ok chưa? Rồi, ok, thế là xong. Như này là xong em nhé. Đấy, như vậy là ok rồi. Luân cầm lên để xem nào. Đấy, cái này thì chúng ta bắt vào tường này. Bắt vào tường, cái này thì đây. Anh em có thể chỉnh độ nghiêng, độ ngả này. Anh em thấy không? Chỉnh độ nghiêng, độ ngả của loa nhé. Đấy, nếu mà anh em muốn để tầm này thì anh em sẽ luồn con ốc này vào, có con ốc nhỏ. Đấy, luồn con ốc nhỏ vào. Thế thôi. Đấy, thế thôi. Sau đó bắt vào là xong. Đấy, rất là đơn giản anh em nhé, luồn ốc vào. Đấy, rồi ok. Thì hôm nay làm cái video ngắn giới thiệu về cái dòng sản phẩm giá treo loa full anh em nhé. Đây, như bên em vừa bắt đây. Rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn anh em nhé. Thì các bác có nhu cầu muốn mua những cái mẫu tốt như thế này, hàng đẹp và chất như thế này anh em nhé. Đấy, hàng cao cấp luôn. Các bác có thể thấy thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Cái sản phẩm này báo giá với tất cả các bác đang bán với giá là 450.000 đồng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.